Vào những tháng mưa thì đây là sản phẩm dành cho những người lười biếng rửa xe giống như mình. Thì mình đã pha sẵn rồi cái hỗn hợp nằm ở đây. Thì 1 lít nước và 3 nắp xà bông. Hôm nay mình cũng sẽ test thử cái độ khó cho các bạn xem luôn ha. Thì chiếc xe rất là dơ luôn nha các bạn. Nè, quay cho các bạn xem nè ha. Xe rất dơ luôn. Bữa nay mình sẽ không xịt nước trước khi rửa. Mình sẽ xịt vào bọt tuyết vào luôn ha. Đó. Thì cách pha thì đơn giản rồi đó ha. Thì cái này các bạn cũng biết, thì cứ bơm khi nào nó đầy hơi là được ha. Đó. Đó, mình sẽ xịt vào. Bạn có thấy những cái chất bẩn không? Thì nó bắt đầu nó trôi xuống này ha. Mình cực kỳ có cái là không thích này nè các bạn. Bơm mệt quá. Xịt có một chút xíu rồi hết hơi, bắt đầu phải bơm rồi. Là mình không hài lòng cái này thôi, chứ còn mọi thứ thì ok nha. Đấy, nó trôi đi rất là nhiều những cái chất bẩn này ha. Nè, mình tiếp tục xịt tiếp nha. Đó. Là test độ khó. Tại vì chưa có rửa qua nó còn dơ như thế này thì xịt tất nhiên nó phải hao xà bông rồi. Đó. Mới xịt chút xíu là nó bắt đầu nó muốn hết hơi nữa rồi các bạn ơi. Bắt buộc chúng ta phải bơm nữa. Mình không thích cái điều này ha. Mình vừa xịt rửa xong chiếc xe thì các bạn xem nè. Những bụi bặm và dơ thì nó sẽ không còn nữa ha. Thì như thế này á thì chúng ta có thể lau xe. Và chúng ta có thể đi tiếp được rồi. Đây. Đó, các bạn xem ha, hồi nãy rất là dơ luôn nè. Đó. Đó. Nên mua để rửa cho nó nhanh chóng mà để có thể tiếp tục. Thì các bạn mua nguyên cái combo thì có khăn có bọng đồ luôn, thì lúc nào nhanh á, chúng ta càng nhanh thì chúng ta chỉ cần rửa xe không chạm, và khi nào mà trời nắng là gì đó chúng ta sẽ rửa lại cho nó sạch sẽ thì chiếc xe chúng ta sẽ đẹp ha. Thì các bạn mua thì nhắn vào góc trái màn hình có giỏ hàng đó ha, và đặt mua nha các bạn.